con trai suốt cho chú ba trái trước. Trong ba cú suốt này của con cũng có lương gọi là lương căn bản nha. Đây là lương căn bản hàng tháng của các vận động viên trong câu lạc bộ. Dạ. Yeah. Thì bây giờ cô Gil sẽ là thủ môn. Trong ba trái này cứ chụp hụt một trái là cô Gil sẽ mất 2 triệu. Rồi nếu mà em chụp được sao anh? Nếu em chụp được thì em sẽ tặng cho bé 2 triệu. Yeah. Em phải hiểu, khi mình chụp hụt là mình bị mất 2 triệu. Nhưng khi mình chụp trúng mình sẽ tặng cho người ta 2 triệu. Dạ, em thích cái chiến lược đầu tư của anh. Ok. Sẵn sàng chưa con? Giờ Gil sẽ làm thủ môn ha. Nguồn dinh dưỡng từ thịt. Super Ten siêu tài nặng hiếm mùa 2 lúc 20:30 thứ năm hàng tuần trên HTV7 và kênh YouTube Madison Media Group.